Đánh bới tớp tớp mẹ cha đi, chàng khiếm khuyết tự bươn chải kiếm sống, ngày ngày chở rau đi bán vất vả, cảm phục khi được giúp đỡ liền nhường người khác. Rồi chân vậy sao đi bán được vậy? Chứ không có đi, má đi rồi, phải đi. Má mất rồi hả? Hả? Phải đi bán. À, má đi bán, má nhiêu tuổi rồi? Má đi luôn rồi. Xin lỗi anh rồi. Con người sinh ra và lớn lên, không phải ai cũng may mắn có được một hình hài lành lặn. Thế nhưng cách đối mặt với hoàn cảnh của những người khiếm khuyết ấy lại khiến bao người phải nể phục. Những điều phi thường ấy được làm nên bởi chính nghị lực và niềm tin của họ đối với cuộc sống. Trên mạng xã hội đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hoàn cảnh đáng thương của chàng trai trẻ. Được biết, mẹ anh mất đã 3 năm. Trước kia khi mẹ còn sống, bà là lao động chính kiếm tiền nuôi nấng chăm sóc anh. Thế nhưng sau khi mẹ ra đi, chàng trai khiếm khuyết này phải một mình bươn chải mưu sinh bằng công việc trước đây mẹ vốn hay làm. Anh chàng cũng ngoài 33 tuổi, không vợ, không con, không gia đình, nói năng đi đứng cũng khá vất vả, nhưng vẫn cố gắng ngày ngày đi xe máy chở rau ra chợ bán để kiếm thêm thu nhập. Thương hoàn cảnh thiếu may mắn ấy, anh cũng được mọi người xung quanh giúp đỡ nhiều. Khi anh đến chợ, người thì đỡ xe, người thì giúp anh xếp rau ra bán, giúp anh mua hàng. Cũng có người ngỏ ý giúp anh về mặt vật chất, nhưng anh quyết không nhận, cứ cho những người cần hơn đi. Trước đó, mạng xã hội cũng lan truyền câu chuyện vô cùng ấm lòng. Theo đó, khi đang di chuyển trên đường, thì một người đàn ông thấy cô gái đang phải dắt xe máy vì hết xăng. Thấy thế, anh chàng đã vội dừng xe để giúp đỡ cô gái. Điều khiến ai nấy vô cùng bất ngờ là anh chàng chỉ có một chân. Khoảnh khắc anh tập tễnh, hấp tấp cầm can xăng đổ cho cô gái khiến cho ai nấy cũng vô cùng xúc động. Sinh tử biệt ly vô thường, đời như một thoáng. Được anh chàng giúp đỡ, cô gái liên tục cảm ơn. Có lẽ vì đã phải dắt bộ từ rất lâu để tìm cây xăng, nên nhìn cô gái cũng có phần thấm mệt. Việc được chàng trai một chân xuất hiện vô cùng kịp thời, khiến cho cô gái rất biết ơn. Ai cũng muốn có một cơ thể lành lặn, để cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. Thế nhưng những người tốt đã chứng minh được rằng, chỉ cần không chọn cách từ bỏ, thì sự tốt đẹp vẫn đang chờ đợi ở phía trước. Hay một người đàn ông trong đoạn clip dưới đây, khiến dân tình không khỏi xúc động khi đón cháu của mình bằng xe đạp, dù chỉ còn một chân. Vì sao xa ơi, rằng cái mê đời mình, để con nó ấm ra giật vật mưu sinh. Bị năm 72, máy bay Mỹ nó đánh. Chở trời là đau hết chứ. Chở trời nó đau, đáng mà chuyển mưa là bao giờ cái chân cụt nó không bị đau. 2016, tai nạn. Năm đầu thì buồn chứ giờ chấp nhận sự thật thì phải sống vậy thôi chứ sao anh. Niềm vui của anh mỗi ngày là gì? Bán hết giấy số là vui à. Hy vọng câu chuyện này sẽ lan tỏa và truyền cảm hứng cho nhiều người khác, đặc biệt là những người đang đối mặt với các thử thách và khó khăn trong cuộc sống. Chúng ta nên tôn trọng và động viên những người có nghị lực cũng như học hỏi từ họ để trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn.